sườn xay nhỏ. Và phần nơ thì mình cũng móc một phần nơ nhỏ nhỏ thôi để gắn lên. Và ở đây thì mình đi một đường viền. Và nếu mọi người thích mặt kẹp nơ đính ngọc này thì nhớ theo dõi video để xem từ khâu chuẩn bị cho đến khâu chi tiết cách móc như thế nào nhé. Bây giờ thì chúng ta cùng bắt tay vào thực hiện móc, và mình chúc cho mọi người sẽ có một sản phẩm thật là đẹp, xinh, đáng yêu, và quan trọng là mọi người sẽ thích sản phẩm này của mình. Mọi người nhớ ủng hộ kênh của mình và cho mình một lượt thích cũng như một lượt bình luận nhé. Bây giờ thì chúng ta cùng bắt tay vào thực hiện thôi. Mình chuẩn bị những nguyên liệu về ống cổ sau đây: kéo kim móc đầu 2, kim khâu có hai loại là kim khâu len tách sợi và kim khâu len, 4 nghiêm ngọc, kính dấu, len màu nâu và len màu xanh. Đầu tiên chúng ta lên 13 kính sử dụng len màu nâu. Sau đó móc cho chân thứ 2 11 mũi đơn. Chân cuối móc 3 đơn trung chân. Xoay ngược lại, móc 10 đơn một tăng. Hàng thứ hai, móc chân đầu tiên một tăng, mười đơn.
hàng tiếp theo chúng ta móc một đơn. Móc một đơn một tăng 3 lần. Sau đó móc 10 đơn. Móc 2 cộng 1 đơn 1 tăng. Hàng tiếp theo lên 3 bính, móc vào chân đầu tiên 1 mũi đơn. Sau đó lên 3 bính, móc vào chân tiếp 1 mũi đơn. Chúng ta thực hiện tương tự cho đến cuối hàng.